Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện TV. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để làm review vợt, đó là vợt Lightning. Sau một cơn sốt về những cây của Yonex, là hai cây của Yonex, đó là cây 88S, 88S Pro, 88D Pro. Thì hôm nay mình quay trở lại với hai cây Lightning. Hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn thấy sự khác biệt giữa hai cây Lightning Auronaut 4000C và cây Lightning Turbo Changing 20C. Đó, để xem hai cây này cây nào công ngon hơn, thủ ngon hơn và cũng như là hai cây này cây nào toàn diện hơn nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ intro xíu nha. Thì như các bạn biết rồi đó, thì cái cây 4000C á thì nó thuộc về cái dòng Auronaut, có nghĩa là kiểm soát cầu, đánh toàn diện. Đó. Còn cái cây 20G á, thì nó thuộc về cái dòng Turbo Changing. Đó, thì nó thuộc về cái dòng Turbo Changing, có nghĩa là cái dòng này nó là về đánh nhanh, chắc chắn. Đó. Vậy tại sao thì mình lại so sánh hai cái cây thuộc hai cái dòng khác nhau? Thì mình ý đồ của mình á, nó đều là thuộc cái dòng compact các bạn. Cho nên ý đồ của mình á, là mình muốn xem hai cây này cây nào đập ngon hơn. Nó đều là theo cái hướng gọi là cho những cái bạn thích đập. Đó, cho nên là mình sẽ so sánh xem cây này, hai cây này cây nào đập ngon hơn, và cũng như là hai cây này cây nào thủ ngon hơn, rồi phản tạc tì đè như thế nào. Bây giờ mình sẽ vào cái phần ngoại hình chi tiết đi ha. Đầu tiên đó chính là màu sơn. Thì những cái cây mà tầm trung của Lightning đó các bạn, nó cái màu sơn của nó khá là ok so với những cái cây mà tầm trung của Yonex. Thì mình đánh giá cái màu sơn của Lightning là ok hơn. Nó hai cây này á thì nó được trang bị một cái nước sơn nhám nè, các bạn có thể thấy nước sơn nhám đây ha, đây một cái nước sơn nhám đó. Chữ 20C thì nó sẽ nổi hơn so với cái chữ gọi là chữ 4000C. Đây chữ 4000C nước sơn nhám rất là khỏe khoắn. Rồi tô điểm thêm một chút những cái màu đỏ ở đây như là ngọn đuốc, ngọn lửa các bạn. Còn lên cái phần cái thân ở trên á thì các bạn nhìn thiệt sự như mình lúc mà mình mới đem về mình đánh á, mà nhìn sơ qua mình không biết cây nào là 4000C, cây nào là 20C luôn các bạn. Có lần mình còn đem ra mình đánh lộn nữa. Đó. Rồi chỉ có một chút cái sự khác biệt so với cây 4000C ở đây là cây 20C nè, nó sẽ được một chút màu trắng ở đây, một chút điểm thêm một chút màu trắng ở ngay cái vành vợt nè, các bạn có thể thấy. Đó, ở đây nè, đây nè cái vành vợt màu trắng ở đây nè. Đó, so với cái cây 4000C thì nó sẽ đen luôn, một chút màu đỏ ở đây thôi. Các bạn có thể thấy. Rồi, đó là về cái nước sơn đi ha. Đánh giá cái nước sơn này khoảng 6-7 điểm. Tiếp theo là về thiết kế đi. Hai cây vợt này chiều dài như nhau, chiều dài cán, chiều dài thân đều như nhau. Tuy nhiên thì cái mặt vợt của cái thằng 20C á, thì nó lại theo một cái thiết kế gọi là hình thang các bạn. Nó thu về phía dưới đây nè. Đó, còn cái cây 4000C á, thì nó lại bầu hơn. Các bạn thấy nó bầu hơn bên đây, nó mở rộng cái điểm ngọt ra nhiều hơn so với cái thằng 20C là nó bầu xuống. Cái mặt vợt này mình tưởng tượng giống như cái mặt vợt của cái thằng 100cc đó các bạn. Nó cũng ná như vậy nè, nhưng mà nó nhỏ hơn cái mặt vợt của cái thằng 20C này. Đó. Rồi về thiết kế thì mình thấy cái cây 4000C nó thuộc cái dòng là Auronaut, cho nên là nó sẽ được thừa hưởng cái công nghệ là Airstream ở đây nè. Đó, có một hạt lỗ thoát khí hai bên. Thì cái dòng trung cấp á thì nó chỉ có hai lỗ thôi, còn cái dòng cao cấp như là 8000, 9000 đồ này nọ là nó sẽ có 4 lỗ thoát khí. Đó, để thì nó là dòng cao cấp mà. Cái dòng 4000 nè, 5000 nè, 6000 nè, đây nó sẽ có hai lỗ các bạn. Rồi, đó là về thiết kế thôi. Thì cảm nhận mình thấy á, mình thích thiết kế của cái thằng 20C hơn. Tại vì cái mặt vợt cảm giác như là nó sẽ nhỏ hơn á các bạn, đánh nó lướt cầu hơn so với cái thằng 4000C. Chắc là vì nó thuộc cái dòng gọi là Turbo Changing, cho nên là đánh nhanh á, cho nên là mình cảm giác đánh cái này nó thoát cầu hơn khá nhiều so với cây Auronaut 4000C. Ngoại hình chi tiết là vậy rồi đó. Còn về cái thông số chi tiết thì sao? Thông số chi tiết của cái cây 4000C này á, nó là điểm cân bằng là 308mm. Là một cây vợt cứng trung bình. Các bạn biết rồi đó, cứng trung bình của Lightning thì nó rất là dễ chịu nha. Chỉ có những cây vợt thân cứng của Lightning thì nó sẽ hơi khó chịu một chút thôi. Đó, thân cứng trung bình.
Rồi trọng lượng là 85 gram, đó là một cây vợt 4U, nhưng mà cuối 4U đầu 3U đó. Còn cái cây 20C này á thì nó là điểm cân bằng là 298, nó nhẹ hơn cái cây 4000C các bạn, nhẹ đầu hơn. Tuy nhiên thì nó lại là thân nó lại nặng hơn, nó lại là một cây vợt 3U luôn, nó là 87 gram luôn. Nó tuy nhiên nữa thì nó lại có một cái thân dẻo hơn. Có cái này mất cái kia à, không phải đâu, không phải có cái này mất cái kia mà là bù trừ các bạn. Để Lightning họ muốn làm sao để cho tiếp cận được những cái phân khúc phía dưới á, những cái người mà chơi đủ lâu khoảng tầm nửa năm trở lên á thì có thể chơi được những cây vợt này. Họ muốn tiếp cận cái phân khúc người, cái phân khúc người này rất là nhiều luôn. Nó tiếp theo là cái cảm nhận thực tế của mình khi đánh hai cây này nha, mời các bạn xem clip sau đây. Trong cái video vừa rồi á thì mình đánh hai cây luôn là 4000C với 20C. Thì mình đánh cái cây 4000C này cũng được gần 5 tháng rồi các bạn. Còn cái cây 20C này á thì mình đánh được khoảng 1 tháng hơn, tháng rưỡi á. Thì mình cảm nhận á, cá nhân của mình á thì mình thích cái cây 4000C hơn. Còn cái cây 20C á có lẽ là cũng có thể là do mình trải nghiệm chưa đủ lâu để mình có thể thích nó. Đó, hoặc cũng có thể là mình sẽ không thích nó luôn. Không, không phải là không thích nữa, nhưng mà kiểu như là có cũng được, có cũng sao. Còn cây 4000C này thì thật sự là mình thích nó các bạn. Tại các bạn biết sao không, về đập cầu á thì mình cảm giác là cái cây 4000C này á là nó ăn hoàn toàn cái cây 20C luôn. Đập ngon hơn nhiều, công ngon, đập từ giữa sân cuối sân đều ngon, cầu đi cắm nhanh và mạnh, có lực rất là tốt. Còn cây 20C này á các bạn phải lấy lực khá là nhiều nha, cộng lực khá là nhiều. Giống như là các bạn cầm cây 88S3U các bạn đập vậy á. Đập từ cuối sân thì bắt buộc chúng ta phải cầm xuống dưới đây nè. Cầm xuống dưới đây nè, dỗ nè, nó mới có lực các bạn. Chứ cầm lỡ mà đang đã cầm trên đây mà nhảy lên đập á, quên á, quên để xuống đây cái là nó như là không có lực luôn. Còn về tì đè phản tạc cũng như là lên lưới thì sao, thì cái khoảng này á, cây 20C thì nó đã nhỉnh hơn một chút. Các bạn biết tại sao nhỉnh hơn không? Đó là do cái đầu nó nhẹ hơn các bạn. Đầu nhẹ hơn thì mình có thể xoay sở dễ hơn. Nó cộng với một cái thân không quá cứng nữa, cho nên là mình sẽ mượn được lực nhiều hơn trong những tình huống mà mình đánh nhanh. Nó thân cứng thì cũng tốt, thân cứng thì nó sẽ lấy lại lực nhanh hơn, nó sẽ lấy lại cái độ đàn hồi nhanh hơn. Tuy nhiên thì mình đánh á, nó không có căng đến cái mức mà mình phải sử dụng những cái cây mà vỏ quá cứng đâu các bạn, như là 88S nè, hoặc là những cái cây cứng hơn á. Đó, thì mình
trong cái trận đấu của mình nó không quá căng và tốc độ nó cũng không có quá nhanh đến nỗi mà mình phải sử dụng những cây đó chi cho nó mệt hết á. Cây này các bạn đánh lưới cũng rất là ok, tuy là nó hơi nặng thôi, các bạn cần thời gian, hoặc là nếu như mà các bạn đánh quen rồi á, thì không cần luôn, mua gì là đánh ok luôn. Còn nếu mà các bạn chưa đánh những cái cây nặng bao giờ á, thì sẽ cần khoảng nửa tháng cho đến một tháng để các bạn làm quen. Sau đó thì các bạn đánh lưới tao nói là ngon lành luôn á các bạn. Thật ra nếu như mà được á, thì các bạn nên mua hai cây này luôn. Những hôm nào mà các bạn khỏe, các bạn thích công, thích đập á, thì lấy cây 4000C ra đập. Tao nói là ok lắm, đập xuống rồi vỗ cái nào cái nấy, tao nói phê lắm các bạn. Còn nếu như mà hôm nào mà các bạn mệt á, thì các bạn lấy cây 20C này ra các bạn đánh. Chỉ cần đánh nhẹ hoặc là phong nhẹ, hoặc là nói chung là thủ phản tạc này nọ, thì cây 20C này đáp ứng đủ. Các bạn không thích đập á, mệt mà sao đập được thì lấy cây 20C này ra để chặt gõ điểm nào này nọ rất là ok các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những cây vợt nào á, hoặc là về hai cây vợt này á, thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Hai cây vợt này thì mình cũng đã có một cái, cũng có đã có hai bài review riêng về từng cây vợt rồi, mình sẽ để link ở phía dưới nha. Các bạn hãy có thể bấm vào đó để xem từng cây vợt nếu như mà các bạn thích một trong hai cây vợt này. Còn thích cả hai cây thì coi clip này và đi mua thôi. Đó. Rồi, nhớ bấm subscribe, like để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.